Chào mừng các bạn đến với kênh Sức khỏe cho mọi người. Với thông điệp có sức khỏe là có tất cả, hãy cùng chúng tôi lan tỏa những kiến thức về sức khỏe tới cộng đồng bằng cách chia sẻ video này bạn nhé. Mang thai, tạo ra một con người là điều kỳ diệu của tạo hóa. Vậy nhưng mẹ đã biết rõ quá trình hình thành thai nhi trong suốt 9 tháng 10 ngày của thai kỳ diễn ra như thế nào chưa? Kênh Sức khỏe cho mọi người hôm nay sẽ giúp mẹ hiểu rõ hơn về quá trình này cũng như những lưu ý cần thiết khi mang thai mẹ bầu nhé. Quá trình hình thành thai nhi từ những ngày đầu tiên. Giai đoạn thụ thai là giai đoạn quan trọng nhất trong một thai kỳ bởi nó quyết định việc em bé có thể xuất hiện hay không. Sau khi quan hệ tình dục không có sử dụng biện pháp tránh thai, phái nam bắn khoảng 300 tới 500 triệu tinh trùng vào âm đạo của người phụ nữ. Tại đây, các tinh binh sẽ bắt đầu chặng hành trình gian nan để kết hợp với trứng mà tỷ lệ sống sót là vô cùng thấp. Trong vòng 5 phút, các tinh trùng bơi từ âm đạo vào tử cung và tiếp tục quãng đường dài tới 20 cm vào ống dẫn trứng. Trên đường đi, các tinh binh sẽ giảm dần về số lượng do gặp phải dịch nhầy cổ tử cung và môi trường có tính axit cao trong âm đạo. Những tinh trùng khỏe mạnh nhất tiến được tới ống dẫn trứng còn phải xem xui rủi hay không, bởi nếu không đúng vào ngày rụng trứng thì sẽ chẳng có quá trình thụ thai nào diễn ra cả và tinh trùng chỉ có thể tồn tại thêm tối đa 72 giờ ở ống dẫn trứng mà thôi. Nếu tinh trùng thâm nhập thành công vào trứng, các lông mao nhỏ trong ống dẫn trứng sẽ dẫn trứng đã được thụ tinh qua ống dẫn vào tử cung. Trên đường di chuyển, các tế bào của trứng đã thụ tinh sẽ phân chia liên tục, hay còn gọi là quá trình nhân đôi. Cứ khoảng 30 tiếng lại xảy ra một lần. Hiện tượng này tiếp diễn không ngừng nghỉ trong suốt quãng đường đi từ vòi trứng đến tử cung của người mẹ. Thời gian để trứng đã thụ tinh vào tử cung là từ 3 đến 5 ngày. Vậy, sau khi quan hệ 7 đến 10 ngày là người mẹ có thể dùng que thử thai để xác định mình có mang thai hay không. Ở tháng đầu tiên, khi trứng đã thụ tinh phát triển, sau khoảng 3 ngày thụ tinh, trứng sẽ phân chia thành nhiều tế bào và dính chặt vào thành tử cung. Một túi kín xung quanh phôi đang dần dần chứa đầy chất lỏng cũng được hình thành và đây được gọi là túi ối. Nó có tác dụng là túi đệm cho phôi thai phát triển. Cùng lúc đó thì nhau thai cũng được hình thành và phát triển nhanh chóng. Nhau thai có hình tròn là cơ quan có chức năng truyền chất dinh dưỡng từ mẹ sang em bé và chuyển chất thải từ em bé. Ở giai đoạn này, bé cưng của mẹ chỉ là một túi phôi nhỏ có đường kính khoảng 0,1 đến 0,2 mm. Đến cuối tháng này thì từ một túi phôi nhỏ, thai nhi đã có hình dạng như một hạt vừng và bắt đầu phát triển những cơ quan đầu tiên. Trong tháng đầu tiên của thai kỳ, dù chưa rõ ràng nhưng cơ thể mẹ đã bắt đầu có những thay đổi. Hormone nội tiết sẽ tăng lên, khiến mẹ thường xuyên phải đối mặt với cảm giác ốm nghén như buồn nôn và khó chịu bụng, nên sẽ thật khó để mẹ có thể ăn uống đủ chất. Trong tháng đầu tiên này thì việc quan trọng nhất chính là bổ sung acid folic. Đây là dưỡng chất cực kỳ quan trọng cho sự phát triển của thai nhi. Mẹ bầu có thể bổ sung. Thai nhi ở tháng thứ 2 này có phần đầu lớn ngang bằng với phần còn lại của cơ thể con. Tim thai của bé lúc này cũng đã hoạt động rồi. Thậm chí nếu siêu âm trong tuần thứ 6, mẹ có thể nhìn rõ nhịp đập của tim con. Mặc dù trong tháng này, bộ phận sinh dục của bé cũng đã được hình thành, nhưng vẫn chưa thể xác nhận được giới tính của bé một cách chính xác. Vào cuối tháng thứ 2, em bé dài khoảng 1,6 cm và nặng 1 g. Bé yêu của mẹ đã dài xấp xỉ bằng một hạt đậu phộng. Nhỏ bé thế thôi, nhưng sự thật là bé đã lớn hơn lúc vừa mới thụ tinh rất nhiều lần rồi đấy mẹ ơi. Sau tuần thứ 8, em bé của mẹ chính thức được gọi là bào thai hoặc thai nhi. Cần nhớ rằng trong 3 tháng đầu tiên, mẹ chỉ cần tăng khoảng 1 đến 2 kg. Thậm chí chỉ khoảng 0,4 đến 1,7 kg là cũng ổn rồi. Ngoài ra, có nhiều mẹ bị ốm nghén nên thậm chí còn sút cân. Ở tháng thứ 3 của thai kỳ, bàn tay, bàn chân, ngón tay, ngón chân của em bé đã được hình thành một cách đầy đủ hơn. Thậm chí bé có thể di chuyển tay,
móng tay và móng chân đang dần phát triển, phần tai ngoài cũng được hình thành. Ở tháng này cũng là sự khởi đầu của việc hình thành các mầm răng. Các cơ quan sinh sản đang phát triển, nhưng ở tuần thai này sẽ rất khó quan sát được qua hình ảnh siêu âm thai. Vào cuối tháng thứ 3, thai nhi đã được hình thành một cách hoàn thiện hơn. Bé nặng khoảng 25-28g và dài từ đầu đến mông khoảng 8,7cm. Tất cả các cơ quan trong cơ thể và tay chân cũng như hệ thống tuần hoàn, hệ tiết niệu cũng sẽ tiếp tục được phát triển hoàn thiện hơn. Vì hầu hết những sự phát triển quan trọng nhất đã hoàn thiện, nên kể từ sau tháng thứ 3, nguy cơ sảy thai sẽ giảm đáng kể. Tháng thứ 4, bước qua tháng đầu của tam cá nguyệt thứ 2, bé đã dài khoảng 20cm từ đầu đến chân. Thai nhi đã bắt đầu phát triển các cơ quan tiêu hóa. Nhau thai trong tháng này cũng đã phát triển hoàn chỉnh hơn, với dây rốn bắt đầu tăng năng suất và hoạt động chuyển hóa chất dinh dưỡng từ mẹ cho thai nhi. Vậy nên từ giai đoạn này, mẹ đừng quên bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng cho bé yêu để có thể phát triển tốt nhất nhé. Một lưu ý với mẹ là tại thời điểm này, vì khá nhạy cảm với âm thanh xung quanh nên có tiếng động lớn bé sẽ giật mình. Do vậy, nếu cho bé nghe nhạc, mẹ hãy nhớ chọn những bài hát nhẹ nhàng và âm lượng không quá lớn. Từ giai đoạn này trở đi, mẹ bầu nên chú ý bổ sung các thực phẩm giàu sắt vì nhu cầu chất sắt cao do sự gia tăng của lưu lượng máu. Tháng thứ 5, mẹ có thể cảm nhận được những chuyển động của bé vì thai nhi đang phát triển cơ bắp rất mạnh mẽ. Tóc của bé cũng bắt đầu mọc, còn trên vai, lưng của bé được bao phủ bởi một lớp lông mềm được gọi là lông tơ. Lớp lông này sẽ có nhiệm vụ bảo vệ bé trong thời gian nằm trong bụng mẹ và sẽ rụng dần trong những tuần đầu tiên sau khi chào đời. Da của bé được phủ bởi một lớp trắng được gọi là chất gây, có tác dụng bảo vệ làn da của bé khi tiếp xúc với môi trường nước ối trong bụng mẹ. Lớp phủ này cũng sẽ biến mất sau khi bé chào đời. Đến cuối tháng thứ 5, em bé dài khoảng 25cm tính từ đầu đến gót chân và nặng khoảng 300g. Những tháng ở tam cá nguyệt thứ 2 thường được xem là những tuần trăng mật của mẹ bầu và thai nhi, vì đây là khoảng thời gian thoải mái và dễ chịu nhất. Mẹ bầu sẽ cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng và năng động hơn hẳn so với tam cá nguyệt còn lại. Tháng thứ 6, da của thai nhi ở tháng thứ 6 có màu đỏ, nhăn và lớp tĩnh mạch có thể nhìn được qua lớp da mỏng. Mí mắt cũng đã xuất hiện và đôi mắt đã có thể đóng mở. Nếu mẹ siêu âm trong tháng này, mẹ có thể thấy rõ bé cưng đang giơ tay chào mẹ đấy. Lúc này các ngón tay của bé đã phát triển đầy đủ và có thể di chuyển một cách thuần thục rồi mẹ nhé. Cuối tháng thứ 6, bé yêu của mẹ chiều dài khoảng 30cm và nặng gần 1kg. Hệ miễn dịch của bé đang phát triển và bắt đầu hình thành các kháng thể của riêng mình. Bé có thể tiếp nhận được tất cả các âm thanh xảy ra xung quanh với xương tai trong và đầu mút thần kinh não đã phát triển đầy đủ. Thậm chí, bé còn có thể phản ứng được với những âm thanh bên ngoài. Chẳng hạn như bé có thể chuyển động và thay đổi nhịp tim mỗi lần mẹ trò chuyện hoặc cho bé nghe nhạc. Nếu sinh non, em bé có thể sống sót sau tuần 2-3 thai kỳ với sự chăm sóc đặc biệt. Đến cuối tháng này, mẹ bầu sẽ cảm thấy đói liên tục vì bé yêu đã lớn và cần nhiều chất dinh dưỡng hơn. Bước sang tam cá nguyệt thứ 3, não bộ của bé đã phát triển gần như hoàn chỉnh hơn. Lớp mỡ dưới da cũng bắt đầu hình thành, giúp cho da bé căng hơn. Bé có khả năng điều chỉnh thân nhiệt của bản thân, tuy vẫn còn cao hơn thân nhiệt của mẹ. Bé đã có thể mở mắt và khá nhạy cảm với sự thay đổi ánh sáng trong tử cung. Tai của bé cũng trở nên nhạy cảm hơn. Hãy thường xuyên trò chuyện với bé, nhất là những lúc bé cảm thấy giật mình mẹ nhé. Giọng nói ấm áp, quen thuộc của mẹ sẽ giúp bé bình tĩnh trở lại. Nước ối ở giai đoạn này cũng bắt đầu giảm bớt. Vào cuối tháng thứ 7 thì thai nhi dài khoảng 41cm và nặng khoảng 1,5kg. Nếu sinh non, em bé có khả năng sống sót cao từ cuối tháng thứ 7. Thai nhi trong tháng thứ 8, đây là giai đoạn phát triển gần như đã đầy đủ. Cân nặng của bé cũng tăng với một tốc độ chóng mặt. Bé cưng sẽ hoàn thành một nửa trọng lượng chỉ tiêu sau khi chào đời,
chỉ trong 2 tháng cuối của thai kỳ. Lúc này, lớp lông tơ bao phủ sẽ dần biến mất, trong khi tóc của bé bắt đầu dày lên. Một số bé chào đời với một cái đầu đầy tóc, nhưng một số bạn nhỏ khác chỉ lê hoe vài cọng. Tuy nhiên, có thế nào thì mẹ cũng đừng lo lắng quá, bởi vì mọi chuyện sẽ sớm thay đổi trong 6 tháng đầu sau sinh. Hầu hết các cơ quan quan trọng của cơ thể bé đã hoàn thiện, nhưng phổi thì có thể chưa trưởng thành. Em bé ở cuối tháng thứ 8 dài khoảng 46cm và có thể nặng khoảng 2,3kg. Tháng thứ 9, tháng cuối của thai kỳ. Thai nhi tháng thứ 9 vẫn tiếp tục phát triển và phổi gần như đã trưởng thành hoàn toàn. Bé đã có những phản xạ rõ rệt như chớp mắt, nhắm mắt lại, xoay đầu, nắm tay khi tiếp xúc với âm thanh hoặc ánh sáng hoặc bị đau. Người mẹ có thể cảm nhận thấy em bé ít chuyển động hơn do không gian trong tử cung đã khá chật hẹp. Thông thường em bé của bạn đang nằm ở vị trí ngôi thuận, tức là đầu quay xuống dưới, úp mặt vào trong bụng mẹ để dễ dàng chào đời hơn. Em bé ở cuối tháng thứ 9 có cân nặng từ 2,8 đến 3,5kg và có thể chào đời bất cứ lúc nào. Vì thế, bố mẹ hãy sẵn sàng đón bé đến với thế giới này nhé. Trong khoảng thời gian này thì bố mẹ hãy tìm hiểu những dấu hiệu chuyển dạ để có thể đến bệnh viện kịp thời, vì lúc này bé cưng đã có đủ sức khỏe để có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Các ông bố và mẹ trẻ cũng nên chuẩn bị sẵn các loại giấy tờ cần thiết cũng như những đồ dùng cần thiết để sẵn sàng mang vào viện bất cứ lúc nào nhé. Một số giấy tờ cần thiết kênh sức khỏe cho mọi người gợi ý khi mình đi sinh bé Sam ở bệnh viện từ dũ như sau. Thứ nhất, chứng minh thư nhân dân. Thứ hai, tất cả hồ sơ, giấy khám, giấy xét nghiệm trong quá trình mang thai. Thẻ bảo hiểm y tế nếu có, sổ hộ khẩu. Các loại giấy tờ trên các bố đi photo sẵn để khi vào viện mình nộp cho các cô điều dưỡng nha. Chắc chắn không có một từ ngữ nào để có thể diễn tả hết được sự kỳ diệu của giây phút một sinh linh bé bỏng bắt đầu phát triển trong cơ thể mẹ. Từ khi thụ thai đến ngày sinh nở, bào thai đã trải qua rất nhiều giai đoạn tăng trưởng, không chỉ phức tạp mà còn rất nhiều bí ẩn. Chỉ trong vòng 9 tháng thôi mà từ sự kết hợp của trứng và tinh trùng đã tạo thành một em bé hoàn hảo. Từng tháng, thiên thần bé nhỏ trong bụng mẹ lại lớn lên một chút, hoàn thiện hơn một chút, đó là một hành trình tuyệt diệu. Có nhiều người phụ nữ đang trải qua quá trình hạnh phúc này, nhiều người đang từng ngày trải nghiệm và cũng có những người đang đau đáu mong chờ. Cơ thể người phụ nữ vốn được tạo ra để đảm nhiệm một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất của tạo hóa, đó là tạo ra một em bé. Vậy, bạn đã hiểu rõ hơn về việc tạo ra một em bé như thế nào trong suốt 40 tuần trong bụng mẹ chưa? Hãy chia sẻ cảm nhận về quá trình mang thai của bạn ở phần bình luận phía bên dưới video này nhé. Chúc mẹ bầu và em bé có một sức khỏe thật tốt, mẹ có một hành trình mang thai tuyệt vời, bé yêu phát triển khỏe mạnh toàn diện để hai mẹ con vượt cạn thành công nhé. Bạn thấy thích video này không? Hãy ủng hộ kênh Sức Khỏe Cho Mọi Người bằng cách nhấn like và chia sẻ video tới mọi người. Cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhóm mình có thêm nhiều động lực làm thật nhiều những video hấp dẫn hơn nữa. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.